Việc ta chờ đợi bấy lâu nay đã tới rồi. Dậy, dậy mau, chuẩn bị đi ta. Thầy ơi, đêm hôm khuya khoắt, thầy định đi đâu vậy thầy? Linh vật đã xuất hiện ở phía nam. Giấc mộng đế vương của ta đã sắp trở thành hiện thực rồi. Thầy nói vậy nghĩ là sao? Con không hiểu. Ta sắp làm vua rồi, ngươi có biết không? Hả? Thầy ơi, thầy ơi, thầy... Thầy sắp làm vua. Đúng. Trên thế gian này có một con chim khách màu nhiệm, cả ngàn năm nay bay lượn khắp nơi mà không bao giờ đậu lại. Bỗng nhiên đêm nay không biết lý do gì, nó lại rớt xuống phương nam. Ta phải nhanh chóng đến đó, bắt kỳ được con chim bằng mọi giá. Mang tất cả vàng bạc châu báu theo ta. Thầy ơi, thầy ơi, nhưng mà bắt được con chim đó có lợi ích gì thưa thầy? Thầy, người biết không, ai ăn thịt được con chim khách đó thì sẽ được làm vua. Ôi, làm vua, ngươi biết không? Ôi, thầy được làm vua. Chao ôi, thầy được làm vua. Thầy ơi, nếu thầy làm vua, con sẽ làm gì hả thầy? Ngươi à? Dạ. Ngươi làm gì hả? Dạ. Để ta xem. À, ta sẽ cho thiến nhà ngươi, cho nhà ngươi làm thái giám. Suốt đời nhà ngươi sẽ được ở bên cạnh ta. Thầy ơi, con làm thái giám hả thầy? Thầy ơi, thầy ơi, nhưng mà con nghe nói ở phương nam có xà tinh xuất hiện, chuyên bắt người ăn thịt. Qua bên đó không biết có được làm vua hay không, hay là lại là mồi trong bụng rắn. Con không đi đâu, con sợ lắm. Câm miệng, khốn kiếp, sao lúc nào mày cũng nói chuyện xui xẻo hết vậy? Thằng quỷ nó cũng có lý, biết đâu mới đặt chân qua bển thì gặp mãn xà tinh, nó làm cho cái thập vô bụng. Trời ơi, ở trọng làm vui với ai trời? Không lẽ làm vui với cái bao tử đó? Vậy mình khỏi đi nghe thầy. Thầy, thầy ơi thầy. Cơ hội ngàn năm có một, chẳng lẽ ta lại để cho người khác nhào vô hưởng? Phải đi, chết cũng phải đi. Thank you.
Ta là xà tinh đây. Xà tinh. Ta là xà tinh đây. 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 Sắp tới rồi, ở gần để tôi. Hả? Kia rồi. Mẹ kiếp, chậm có một chút đã bị sổng mất rồi. Thầy ơi, nó rơi xuống tại đây thì nó không đi đâu xa đâu. Chắc là còn lòng vòng ở đâu đây nè. Phải tìm kỹ coi sao. Mày sai tao mày. Dạ. Trời ơi, đi tìm đi. Dạ. Mày. Úi da. Chắc chắn là con người bắt nó rồi. Bằng mọi cách phải tìm được chỗ ở của nó. Lo 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 lo, toàn thể dân làng hãy nghe đây. Hiện nay mạng xà tinh đang hoành hành ở khắp nơi, bắt người ăn thịt ngày càng nhiều. Triều đình đã giúp mọi sức lực nhưng vẫn chưa tìm việc được. Vậy lệnh vua truyền, dân làng nếu không có việc hệ trọng thì đừng ra đường. Nhà cửa phải chốt quá cẩn thận. Tất cả trai tráng trong làng, nếu ai giết được mãng xà tinh mang đầu nộp vua, sẽ được vua trọng thưởng và gả công chúa. Thầy ơi, không ấy mình về đi thầy, chứ cứ lang thang ngoài đường như vậy hoài, có ngày cũng bị mãng xà tinh. Cầm ngay! Sao lúc nào mày cũng nói chuyện xui xẻo vậy? Mày không nghe lệnh vua truyền sao? Ai giết được mãng xà tinh sẽ được trọng thưởng và gả công chúa. Ta nghe dân gian đồn rằng công chúa phương Nam sắc nước cương trời, xưa nay không ai sánh nổi, bây giờ phải thuộc về ta. Dạ nhưng mà liệu thầy có dám? Ngươi cho rằng ta không dám chiến đấu với mãng xà tinh à? Để rồi xem. Khi ta tìm bắt và ăn thịt được con chim cách nhiệm màu kia, thì việc gì ta cũng có thể làm được. Bưởi, con bưởi đâu? Dạ, bà
Ba gọi con. Mày đi kiếm thằng Quốc coi, từ sáng giờ nó đi đâu mà không thấy nó về. Dạ. Ba ơi. Ta là mày xà tinh đây. Quốc, trời ơi sao con ngu quá vậy? Con giỡn như vậy mà xà tinh biết được nó giết con chết. Con quăng cái đầu nó đi hay không? Mẹ cứ yên tâm, khi nào lớn con sẽ chém đầu mãng xà tinh cho mẹ coi. Đó, lại giở trò ăn nói ngang ngược không biết xấu hổ. 20 tuổi rồi mà cứ như đứa con nít lên 10. Không biết chừng nào con lớn để mẹ đi cưới vợ, chứ đừng nói chi tới chuyện chém đầu xà tinh. Có phải lỗi tại con đâu. Mẹ xin lỗi. Chị Bưởi, chị Bưởi, tôi cho chị coi cái này nè. Nhanh lên. Ở đâu mà cậu có vậy? Tôi lượm được nó ngoài mộ đó. Nó bị thương, chắc là bị ác điểu cắn. Chim gì vậy? Cậu có biết không? Giống chim này tôi chưa từng nhìn thấy bao giờ. Nó có bị thương nặng không? Liệu có lành được không cậu? Tôi nghĩ cũng không nặng lắm. Nếu nó được chăm sóc và băng bó vết thương thì có lẽ sẽ lành mau thôi. Ừ, mai cậu lên kinh mua cho nó cái lồng. Ở nhà có con chim cũng vui. Nhưng tôi cũng không định giữ nó luôn đâu. Tôi đợi khi nào nó lành hẳn rồi thả ra. Sao uổng vậy cậu? Chim nhốt trong lòng tội lắm. Với lại mẹ tôi cũng không thích. Nhưng thả nó ra ác điểu cắn nữa rồi sao? À ha. Thôi, chuyện đó từ từ tính. Bây giờ chị đi kiếm cái gì cho nó ăn, để tôi kiếm đồ làm cho nó cái lòng. À, mà chuyện này đừng có để cho mẹ tôi biết nữa nha. Dạ. Ông ơi, ông đang tìm cái gì vậy? À, đúng cái thằng này rồi. Mày dám giả mãng xà tinh hù tụi tao hả mày? Tao cho mày chết à. Mày ngon hả? Cho mày chết nè. Mày hả mày? Mày cho mày, mày chết. Đứng lại, đứng lại. Mày cho mày chết. Mày cho mày. Chết rồi. Trời ơi, thằng này đi học gì mà bỏ quên sách vở hết vậy nè. Gia đình ta chỉ mỗi mình nó là con trai duy nhất. 20 tuổi đầu mà nhỏ như đứa con nít mới lên 10. Tự hỏi làm sao tôi chịu nổi chứ. Mang tiếng là con của quan tổng đốc Lục Châu. Vậy mà hỏi đám nào người ta cũng từ chối. Làm sao có vợ của con để nối dõi tông đường đi. Nếu ông có linh thiêng thì về phù hộ cho mẹ con tôi ông ơi. Tôi buồn quá ông ơi. Bắt quỷ, trừ tà ma. Ta là thầy cúng đây. Nhà nào có người bị ma quỷ ám hại, lớn không nổi, ta sẽ có cách hóa giải. Bắt quỷ, trừ tà ma. Ta là thầy cúng đây. Người nào bị ma quỷ ám hại, lớn không nổi, ta sẽ hóa giải được. Bắt quỷ.
Trừ tà ma, chính ta là thầy cúng đây. Người nào bị ma quỷ ám hại lớn không nổi, ta sẽ có cách quá giải. Thầy ơi, thầy. Bà gọi ta. Dạ, thầy làm ơn cho tôi hỏi thăm một chút ạ. Bà muốn hỏi chuyện gì? Dạ thưa thầy, dạ nếu tôi nghe không lầm thì hình như thầy là thầy cúng ạ. Đúng, ta là thầy cúng đây, chuyên bắt quỷ trừ tà ma. Đặc biệt, trong nhà có người nào bị ma quỷ ám hại lớn không nổi, ta sẽ có cách trị. Thật vậy sao thầy? Ai cha cha, không ổn rồi, xung quanh đây có nhiều tà khí quá. Chắc chắn trong nhà bà có ma quỷ ẩn nấp. Thầy nói sao? Nhà có ai bị bệnh không? Dạ. Chẳng hạn như đã 20-30 tuổi rồi mà vẫn đẹp như là một đứa con nít, có không? Dạ, dạ có. Đó, ta đoán có sai đâu. Dạ, không giấu gì thầy. Dạ tôi có một đứa con trai, năm nay nó đã 20 tuổi rồi, mà không biết tại sao nó giống như một đứa trẻ lên 10. Không biết lý do gì. Dạ xin thầy có cách nào giúp cho. Không sao, thú nhân độ thế là chuyện của ta. Dạ, dạ đội ơn thầy. Dạ xin mời thầy vào nhà. Dạ mời thầy. Dạ mời thầy. Thầy ơi, chuyện gì vậy thầy? Chết rồi, nhà có nuôi chim không? Dạ không, nhà tôi xưa nay không bao giờ nuôi chim. Tôi không thích nhốt chim trong lòng. Vô lý. Sao lại vô lý như vậy? Ta tin chắc trong nhà có một con chim. Ma quỷ đã nhập vào con chim đó, ẩn nấp trong nhà, làm cho cậu con trai của bà không sao lớn nổi. Có thể là bà không nuôi, nhưng biết đâu tự nó bay vào và sống lén lút ở trong nhà mà bà không hay biết. Dạ tôi không biết thưa thầy. Thôi được, ta khắc sẽ tìm ra. Dạ. Vậy kìa. Chắc
chắn nó mới vừa ở đây. Chẳng lẽ bay mất rồi? Mày không thoát khỏi tay tao đâu. Kìa kìa, con chim kìa. Đó đó, nó bay bên kia rồi. Đâu đâu đâu. Bà, con đi nấu nước nha bà. Ừ, đi đi con. Đứng lại. Bỏ cái tay ra. Bỏ cái tay ra. Bỏ nó ra. À, con chim đây rồi. Vậy là ngươi cố tình đồng lõa với ma quỷ. Đưa nó cho ta. Không, nó không phải là ma quỷ. Nó bị thương, còn hai mới đem về chiều hôm qua. Nhưng mà sao ta không biết? Cậu hai nói bà không thích nuôi chim, biểu con giấu bà. Với lại cậu hai tính vết thương con chim lành, cậu hai sẽ thả cho nó bay đi. Cái gì? Không được thả. Phải giết nó ngay. Nó là ma quỷ, đã hại con trai của bà không lớn nổi. Hả? Mày có biết không? Cậu hai không lớn hơn 10 năm nay rồi. Còn con chim mới đem về hôm qua, đâu phải tại con chim mà cậu hai không lớn đâu. Thôi. Bây giờ thầy cho tôi hỏi, nếu như giết con chim này rồi, con tôi có lớn lên bình thường được không? Không những giết mà còn phải làm thịt nó, đem kho với nước dừa cho ta ăn vô bụng thì mới trừ khử được tà ma. Lúc đó con trai của bà sẽ lớn lên bình thường. Thầy ơi thầy, phải cho thêm chút nước mắm, chút hành, chút tiêu, chút tỏi, chút ớt. Ngon à. Được rồi, đưa con chim cho ta. Đưa đây. Bà đừng có tin họ. Chẳng lẽ họ đến đây để lừa ta chỉ vì ăn thịt một con chim thôi sao? Đúng. Ừ. Bà thông minh. Chẳng lẽ ta thèm thịt chim đến nỗi ta đi đường xá xa xôi tới đây dụ bà để ăn con chim chút xíu vậy? Đây. Ta rảnh hả? Ta điên. Nhưng con chim này của cậu hai chứ bộ. Trời. Trước khi đi, cậu hai dặn kỹ là không cho ai đụng vào nó hết. Nhưng mà bà nói con nghe, nếu làm thịt con chim này rồi sẽ trị bệnh được cho cậu hai. Chẳng những cậu hai không giận bà mà còn vui sướng nữa. Đưa đây cho bà. Đi. Ôi. Con. Nhưng con không làm trái lời hứa với cậu hai đâu. Nghe lời bà đi mà. Mệt con quá. Cái con này đồng lõa với ma quỷ, ám hại con của bà. Hả? Cần gì vòng vo với nó. Đệ tử. Dạ. Giữ nó lại cho tao. Đưa cho bà đi con. Ngoan đi. Ngoan con. Mày đưa nó ra đi. Đưa ra gì? Đưa ra con. Mày mạnh dữ vậy. Đưa nó ra. Đừng giết nó. Mạnh dữ. Không. Đừng giết nó. Chính tài ta sẽ giết mày. Đừng giết nó.
Tôi đã gặp hai ông này hai lần ở ngoài đường. Họ đang tìm kiếm cái gì đó, nhưng tôi đâu có nghĩ là họ tìm con chim. Cho nên chắc là con chim có cái gì đặc biệt lắm, nên họ mới lừa mẹ tôi để ăn thịt nó. Bây giờ tính sao đây cậu? Bây giờ mình mang con chim ra ngoài vườn, chôn một chỗ kín đáo, rồi đi tìm chỗ núp, xem phản ứng của họ như thế nào. Đi cậu. Con chim đi, biết đâu nó chữa hết bệnh của cậu thì sao? Thôi, tôi không ăn đâu, tội nghiệp nó lắm. Cậu không ăn, một hồi ông đạo sĩ ông tìm được hả? Ông cũng ăn hết hả? Ăn đi cậu, ăn đi, ăn đại đi mà, lẹ lên, ăn đi, nhanh lên. Ê, con chim ta đâu? Ăn hết rồi. Mẹ, mẹ. Tao đây nè, có giỏi thì tao đi. Qua đây, qua đây đi. Tao nè, qua đây, qua đây đi.
Quả ra thịt chim khách không màu nhiệm như ta nghĩ. Khanh giỏi lắm. Mặc dù Khanh già cả xấu xí, nhưng để giữ đúng lời hứa, trẫm truyền lệnh thưởng cho Khanh 10 thùng vàng và gả công chúa mỹ lệ cho Khanh. Đội ơn bệ hạ. Chuyện gì? Dạ Muôn Tâu, có một chàng trai muốn xin gặp hoàng thượng. Kẻ nào mà dám to gan vậy? Thôi được, cho hắn vào. Tâu dân. Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. Đứng lên đi. Đội ơn hoàng thượng. Có chuyện gì? Muôn Tâu, hắn là tên đạo sĩ độc ác, một kẻ lừa bịp. Hắn không phải là người giết Mãn Xà Tinh. Muôn Tâu hoàng thượng anh minh, thần không thể nào hiểu nổi tại sao hoàng thượng lại cho một tên bá dơ khố rách áo ôm như vậy vào chốn tôn nghiêm này mà ngang nhiên quát tháo. Tên kia, nghe tao hỏi đây, ngươi cho rằng vị anh hùng đây không phải là người giết Mãn Xà Tinh, vậy ai là người đã làm chuyện đó? Muôn Tâu, chính hạ thần là người giết Mãn Xà Tinh. Mắc cười quá. Ngươi cho rằng ngươi giết Mãn Xà Tinh, tại sao không đem đầu nộp cho đức vua mà nhờ ta nộp giùm? Có ai ngu vậy không? Đúng không các quan? Muôn Tâu thánh thượng anh minh, thánh thượng và các quan hãy nhìn đi, nhìn từ trên xuống dưới đi. Đó, thấy nó nghèo không? Nghèo thấy sợ luôn nha. Nghèo cỡ này làm sao chặt được đầu Mãn Xà Tinh? Nghèo quá, chặt củi chứ sao chặt đầu Mãn Xà Tinh cho được. Này tên kia, người có gì chứng minh rằng chính người đã giết Mãn Xà Tinh? Muôn Tâu, phân nửa lưỡi gươm của thần còn nằm trong đầu của Mãn Xà. Vậy à? Muôn Tâu thánh thượng anh minh, lưỡi gươm trong đầu của Mãn Xà Tinh là của hạ thần, chính tay thần đã cắm vào đó. Hãy mổ đầu Mãn Xà Tinh, lấy nửa thanh gươm đó cho ta. Tâu dân. Đạo sĩ, nửa thanh kiếm còn lại của ngươi đâu? Dạ, thần nghĩ rằng kiếm đã gãy rồi, đâu xài được đâu, thần dục à. Thanh niên kia, còn nửa thanh kiếm của ngươi đâu? Muôn Tâu, dù thanh kiếm đã bị gãy, nhưng đó là bảo vật của gia đình, cho nên thần không bao giờ từ bỏ. Phần nửa thanh kiếm còn lại đã được đội cận vệ của nhà vua giữ ở bên ngoài. Phụ vương. Được. Lính đâu? Dạ. Mang thanh kiếm gãy đó vào đây cho ta. Tâu dân. Muôn Tâu hoàng thượng, thanh kiếm đó là của hạ thần. Chắc có lẽ là hắn lượm được ở chỗ hạ thần giết Mãn Xà Tinh, đem vào đây để tranh công với hạ thần. Muôn Tâu bệ hạ, bệ hạ suy nghĩ chi cho mệt, giết phất cả cho rồi. Đúng không các bạn? Đúng không? Cần chứ. Đạo sĩ, kiếm này của ngươi phải không? Dạ, đúng là của hạ thần. Dạ. Ở đâu ngươi có được thanh kiếm này? Dạ thần rèn. Dạ rèn đúng 300 ngày mới được cây kiếm đó. Chỉ có cây kiếm này mới cắm được vào đầu Mãn Xà Tinh mà thôi. Vậy à? Vậy thanh kiếm của ngươi tên gì? Tên gì vậy? Tên gì ai biết? Dạ, thần nghĩ
kiếm cũng giống như dao sắc thịt vậy, cần gì đặt tên cho rườm rà. Thanh niên kia, thanh kiếm này có phải của ngươi không? Dạ muôn tâu, đó là thanh kiếm của cha Hạ Thần, là quan tổng đốc Lục Châu, được Đức Thái Thượng Hoàng ban tặng trước khi qua đời. Thanh kiếm có tên Trấn Nam. Các khanh đâu? Có thần. Hãy xử tội thầy trò tên đạo sĩ gian ác này cho ta. Dạ bệ hạ. Dạ bệ hạ. Tha mạng, tha mạng, tha mạng.